thông báo về việc đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng. Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp có nhận hồ sơ đề nghị đăng ký và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Minh Khánh Châu, sinh năm 1980, hiện ngụ số 214, đường Võ Thị Sáu, khu phú 5, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Quyền sử dụng đất thửa số 133, bản đồ số 30 do Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên cấp qua kiểm tra hiện trạng đất và xác định chủ quản lý đất liền kề theo hướng Nam là hộ của bà Đỗ Thị Huệ để đăng ký xác nhận ranh giới, mốc giới. Tuy nhiên, trong quá trình đo đạt, bà Huệ vắng mặt và không liên lạc được. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Đỗ Thùy Huệ không có mặt không khiếu nại tranh chấp liên quan tới ranh giới, mốc giới thửa đất trên, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hiệp sẽ lập thủ tục cấp lại quyền sử dụng đất cho bà Trần Minh Khánh Châu theo quy định của pháp luật.